Xin chào các bạn lại đến với kênh YouTube của Lộc và xem những loạt bài mà Lộc chia sẻ về SEO và Internet Marketing. Thì hôm nay là cái bài đầu tiên của cuốn giáo trình SEO quảng cáo Google Ads. Thì bài trước Lộc đã khái quát cho các bạn rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào học luôn. Và hôm nay là bài 1, Lộc sẽ giới thiệu với các bạn một số khái niệm cơ bản. Và khái niệm cơ bản đầu tiên mà Lộc muốn giới thiệu các bạn đó là khái niệm về website. Cái khái niệm này là cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Làm SEO đấy thì 80% là SEO website. SEO website, một công ty, một dịch vụ, một chủ cửa hàng thì thường là có một website chính và có 1 đến 2 website phụ nữa các bạn ạ. Có những nhiều người thì người ta làm SEO gọi là SEO gọi là SEO chùm, gọi là SEO chiếm thị trường đấy. Họ đầu tư vốn rất lớn, họ bỏ ra hàng trăm triệu để làm SEO đấy, thì người ta có thể làm ra đến thậm chí là 10 website các bạn, chỉ để chùm top, chỉ để gọi là chiếm hết thị trường. Thì thông thường thì mỗi công ty, mỗi dịch vụ thì chỉ làm 1 đến 2 một cái website chính và hai cái website phụ, là ba cái chủ yếu là như vậy để làm SEO thôi, chứ còn chả ai đi chùm hết thị trường làm gì. Tùy người, tùy vào lĩnh vực và tùy vào cái khả năng đầu tư của mỗi người thôi các bạn ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về website. Website là cái quan trọng nhất các bạn ạ, quan trọng nhất của SEO nhá. Các bạn phải nắm bắt thật rõ với mình là website nó là cái gì và nó cấu tạo như thế nào đấy. Các bạn phải nắm rõ nó thì các bạn mới làm SEO về nó được. Thứ nhất về định nghĩa website, chúng ta sẽ cùng nhau học cái định nghĩa website. Thì một cái website đấy là một cái trang mà gồm nhiều các trang các con trong nó. Website là gồm nhiều trang các con trong một tên miền duy nhất. Các bạn phải nhớ là tên miền là các bạn mua, các bạn hiểu chưa? Các bạn mua tên miền, các bạn mua tên miền. Cái tên miền này thì các bạn lựa chọn và lựa chọn làm sao cho nó đúng SEO, cho nó chuẩn SEO đấy. Thì bây giờ trong cái bài này nó chỉ là khái niệm cơ bản thôi, thì nó không muốn giới thiệu các bạn là cách lấy tên miền chuẩn SEO. Trong cái bài dạy SEO cách lấy tên miền và đặt tên chuẩn SEO thì nó sẽ chỉ sau. Thì các bạn nhớ là cái tên miền này các bạn mua và nên mua chuẩn SEO. Đấy, cái tên miền này mình tự mua và cái tên miền này là duy nhất trên thế giới, là bạn mua phải khác với mọi người khác, chỉ có một mình bạn có thôi. Nó không chung đụng với ai cả. Cái khác 1-2 chữ cũng là khác 1 chữ số cũng là khác các bạn ạ. Nó quan trọng là không trùng, không khớp với ai thì nó gọi là tên miền duy nhất. Đấy, là một trang là gồm rất nhiều trang web con. Đấy, thì cái trang web con là cái trang gì? Trang web con ấy thì nó bao gồm trang chủ này, đấy, trang danh mục này, đấy, trang bài viết này và vân 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 vân. Đấy, gồm các trang nữa, gồm các trang nữa, và mình sẽ review các bạn một cái website để cho các bạn có thể gọi là có thể hiểu được thế nào là một website nhá. Bây giờ chúng ta sẽ review, Lộc sẽ review các bạn. Giờ chúng ta sẽ vào Google và Lộc sẽ review các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ review nhá. Bây giờ là chính cái trang này. Bây giờ Lộc sẽ nói qua cho các bạn hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang google.com này. Đây là trang google.com. Các bạn biết là anh Google là một trang mạng tìm kiếm, và cái trang web của anh Google này nó chỉ có là google.com và nó chỉ có một trang duy nhất. Thì cái này là cái tên miền, cái google.com là tên miền duy nhất. Thì trong này chắc chắn là nó sẽ có ra trang con đấy. Khi mà bạn nhìn thế này là tên miền duy nhất đây đấy, thì trong này chắc chắn nó sẽ có trang con. Các bạn sẽ ví dụ như các bạn kích vào đây đấy, các bạn sẽ thấy này đấy, đây là một trang con của trang google.com các bạn ạ. Đây cái tên miền này là một trang con đấy. Đấy, cái Dunes này là một trang con các bạn ạ. Đấy. Đấy, và khi các bạn kích vào đây này, nó cũng bao gồm các tiếp tục, nó lại có những cái trang con khác. Các bạn thấy chưa? Nó lại tiếp tục có những cái trang con khác. Đấy. Đấy, rất nhiều thứ các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ đây là trang Google nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ review một trang nữa. Là chúng ta sẽ review một trang YouTube nha. Trang YouTube này, youtube.com, các bạn thấy ạ, youtube.com. YouTube.com nha, các bạn sẽ thấy là đây là trang chính này,
trang chính, và đây là tên miền của nó, tên miền của nó đấy, và nó sẽ bao gồm các web con, các web con đấy, đây là trang chính nhá. Đấy, ta sẽ vào các con, ví dụ ta sẽ kích một cái video, ta sẽ kích xem cái video, các bạn hiểu chưa? Thì một cái video này là do một người dùng hoặc là một người sản xuất, một nhà sản xuất đối tác của YouTube đấy, up lên. Thì các bạn thấy là nó nằm trong cái web chính này, nó nằm trong địa chỉ tên miền chính này, là địa chỉ duy nhất này, nó có một cái đuôi đằng sau, các bạn hiểu chưa? Nó có cái đuôi đằng sau thì nó chính là web con, nó chính là trang con của cái website này, website YouTube này. Đấy, tất cả các bạn đến với đối tác của YouTube này, tất cả các bạn up video lên thì những video của bạn nó sẽ là một trang con duy nhất đối với YouTube. Thế nên là mình nói các bạn là SEO YouTube rất là tốt, SEO YouTube rất là dễ. Đấy, ví dụ các bạn thấy này, đây là vào channel của mình này. Các bạn thấy vào channel của mình nó có những cái đuôi nằm ngoằng đằng sau này. Các bạn thấy cái đuôi này chưa? Cái đuôi này là thể hiện nó là trang con. Đấy, và trang con là suỵt đấy, các bạn nhá, suỵt channel này, suỵt nó cái đuôi này, đó chính là trang con. Các bạn hiểu chưa? Đây là một trang con và danh mục của nó là channel. Đấy, danh mục của nó là channel và sau đó nó là cái đuôi con này. Đấy, nó ra cái kênh của mình. Các bạn nó ra kênh của mình nhá. Thì bây giờ những cái trang này đã nổi tiếng rồi, chúng ta sẽ làm một cái trang nữa, trang Facebook nhá. Đấy, các bạn nhìn trang Facebook chưa? facebook.com. Các bạn nhìn thấy facebook.com nhá. facebook.com chính là tên miền gốc của là tên miền của website. Và trong website này là một cái trang mà gọi là trang mạng xã hội, các bạn hiểu ạ. Nên là mỗi một người thì coi như cái người đó là một danh mục, các bạn ạ. Thì ví dụ đây là mình là một danh mục này, và sau đó là xịt những cái con đấy, những trang con của cái danh mục này đấy, bạn hiểu chưa? Thì đây là một trang danh mục, nhưng mà các bạn thì không làm theo cái hình thức Google, cũng không làm theo hình thức YouTube, và càng không làm theo hình thức Facebook, mà các bạn làm theo cái hình thức một website buôn bán hàng, một website dịch vụ, cung cấp dịch vụ và giới thiệu sản phẩm. Thì chúng ta sẽ tra, bây giờ Lộc sẽ giúp các bạn hiểu một trang nữa là trang Lazada đi nhá. Chúng ta sẽ vào trang Lazada, trang này cũng rất là nổi tiếng rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ vào trang Lazada và các bạn thấy trang Lazada tên miền nó là lazada.vn. Đây chính là chúng ta sẽ vào đây, chúng ta bị kích vào một cái trang con rồi. Đây những cái đuôi lằng ngoằng này là bị vào trang con rồi các bạn. Đấy, trang con rồi. Thì chúng ta sẽ lấy lazada.vn thôi. Đây lazada.vn thôi để nó vào trang chủ các bạn. Đấy, trang chủ. Đấy, trang chủ của bạn như này. Đấy, bạn nhìn chưa? Khi cái trang chủ này hiện lên này, nó có những cái đây là danh mục này, bán hàng trên Lazada này, danh mục thứ hai là chăm sóc khách hàng này, theo dõi đơn hàng này. Danh mục thứ ba là đăng nhập này. Đấy, và đăng ký này. Đấy, cái danh mục của nó đấy các bạn ạ. Thì đây dưới này nó có danh mục khác này. Đây là danh mục, đây là danh mục gọi là danh mục dịch vụ. Còn đây là danh mục sản phẩm các bạn ạ. Nó cung cấp các sản phẩm này, điện thoại di động này, máy tính bảng này, máy tính sách tay này. Đấy, trong cái danh mục lại có cái danh mục con. Đấy, lại có cái trang con của cái trang danh mục này. Đấy, thì nó lại trong cái trang danh mục, trong cái trang con này có rất nhiều hàng trăm cái điện thoại di động đúng không? Thì mỗi cái trang di động ấy nó là một page, nó là một trang con. Đấy, nó một trang con của một trang danh mục con. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, cấu trúc website nó là như vậy. Thì nó chỉ có cái tên miền gốc các bạn ạ. Và nó ví dụ là product là sản phẩm đúng không? Thì đấy, cái danh mục của nó là sản phẩm, và sau đó là nó lên một cái trang con là cái đuôi này. Đấy, đằng sau rất là lằng ngoằng. Đấy, các bạn lại hiểu như thế đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm một cái trang khác, một cái trang nào mà để review các bạn nó hiểu được là trang web nó cấu tạo như thế nào. Một cái trang gọi là quần áo nhá, mình sẽ tìm một trang quần áo đi. Một trang quần áo, nếu bạn nào làm quần áo bạn sẽ có cái mẫu ở đây. Quần áo nhá. Lazada nó lại lên quần áo rồi. Đấy, rất nhiều Shopee thì cũng giống Lazada, cách thức của nó giống nhau các bạn. Mình sẽ vào trang này. Đấy, chẳng hạn. Cấu tạo cơ bản của một cái site này. Trang này cũng gọi đấy. Đấy, nó có rất nhiều những cái gọi là đây là hình thức chào đón khách hàng đấy các bạn ạ. Hình thức chào đón khách hàng, đây là hình thức chào đón khách hàng đấy. Đấy. Đây nhá, cái này đây này, các bạn thấy này, đây là trang chủ này. Các bạn nhìn thấy ngay là cái này nó cấu trúc gọi là cấu trúc cơ bản này, nó sẽ có trang chủ này. Đấy, sau đó đến trang danh mục này, trang danh mục. Đấy, nó bắt mình chọn này. Đấy, thiết kế của cái trang web này nó rất thông minh các bạn ạ.
Đấy, trang web này được thiết kế rất thông minh, đấy, mất rất nhiều tiền để thiết kế một cái trang web thông minh như này. Đấy, bạn nhìn trang danh mục này. Đấy, danh mục của nó là có bé ăn này, bé vệ sinh, bé mặc, bé khỏe này, bé an toàn này, bé đi ra ngoài này. Đấy, đấy trang muốn cho phép này, đấy, thiết kế rất là quan trọng. À, sữa bột cho bé này, bỉm tã này, đấy, sơ sinh này, đấy và đây là phần gọi là phần chat trực tiếp này, đấy, cái phần này cũng rất là quan trọng trong website. Đấy, trang web này rất là đẹp và cấu trúc khá là cơ bản và khá là tối ưu đấy. Khi từ lúc mình vào là các đến bây giờ là mình nhìn thấy cái trang này hoàn toàn là rất là tối ưu đấy. Thì đây các bạn nhìn danh mục này, tất nhiên là trong những danh mục này nó sẽ có những cái trang con. Đấy, khi vào đấy bạn nhìn danh mục này, đấy, danh mục nó hiện ra này. Đấy, bây giờ mình kích vào này nó sẽ có ra một cái trang con này, mình kích vào cái sản phẩm này, mình kích vào cái sản phẩm này đấy, bạn nhìn chưa? Đấy là một cái trang con này, đấy cái sản phẩm nó ra cái trang con của cái sản phẩm này, đấy các bạn sẽ hiểu đây này, đấy bạn nhìn chưa? Đấy nó tiếp nối nhau này, đấy trang chủ này, đồ dùng này, phòng tắm này, đấy đây là những cái trang con các bạn nhé, đấy thế mình review thế là các bạn có thể nắm được rồi, thì review nhiều quá nó sẽ không hay. Thì các bạn biết là trang chủ, trang danh mục và trang bài viết đấy. À, những cái trang cuối cùng là trang bài viết đấy, là những trang con. Thì Google sẽ xếp hạng website như thế nào? Quan trọng nhất là cái điều này, Google là xếp hạng một website nó như thế nào? Xếp hạng một website thì kết quả quan trọng nhất mà Google luôn luôn đánh giá đầu tiên, Google sẽ đánh giá trang chủ trước. Sau khi đánh giá trang chủ xong, Google sẽ đánh giá trang danh mục. Sau khi đánh giá trang danh mục xong, sẽ đánh giá trang con nữa là trang bài viết. Và cuối cùng là sẽ để anh ấy tag. Tag là cái gì? Tag chính là tag ở mặt, không phải. Tag nó là một cái hình thức tag như là bạn tag tên vào Facebook đấy, tag tên vào Facebook đấy. Tag là gì? Tag là thực ra là một cái liên kết. Ví dụ như bạn đăng cái ảnh lên và bạn tag tên của người ảnh đó, có một ảnh có người bạn của bạn vào. Thì có nghĩa là gì? Là bạn tag tag tên bạn bè đúng không? Tức là liên kết nick của bạn với một nick bạn bè trong một cái ảnh thì gọi là tag đúng không? Thì cái tag này như vậy, chúng ta liên kết hai trang con với nhau đấy, hai trang con với nhau, các bạn liên kết hai trang con với nhau thì nó sẽ gọi là tag, nó sẽ gọi là tag, gọi là thẻ thẻ tag đấy. Một cái thẻ liên để liên kết hai trang con là giống như bạn liên kết nick của bạn Facebook của bạn với một nick khác trong cái ảnh khi bạn đăng lên thì nó gọi là tag tên đấy. Thì quan trọng là như thế, đấy là các bạn có thể hiểu được. Quan trọng thứ nhất là trang chủ phải thật chuẩn SEO các bạn ạ, trang chủ là trang thật chuẩn SEO, là trang phải đẹp nhất, là trang phải được trau chuốt kỹ lưỡng nhất. Sau đó là đến trang danh mục, rồi đến trang con, trang bài viết đấy, là bạn phải viết bài chuẩn SEO, viết bài đúng nhất đấy, viết bài hay nhất đấy. Trang chủ nó cũng phải viết bài cho nó và phải viết bố cục chặt chẽ đẹp đẽ cho nó đó, thì các bạn phải hiểu. Và các bạn em là mỗi trang là đều có một tên miền duy nhất, các bạn phải nhớ là mỗi một cái trang web ấy, nó đều có một cái tên miền duy nhất, một cái trang, một cái page, một cái sản phẩm hay bất cứ một cái trang con nào, một cái bài viết nào khi bạn đăng lên nó sẽ có tạo ra một cái tên miền duy nhất mà trên thế giới này không ai có, cho nên là bạn mới nhìn là nó rất là lằng ngoằng là như thế, các bạn hiểu hiểu mình nói không, nó rất là lằng ngoằng đấy. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái trang này các bạn thấy nhá, đấy là cái đuôi đằng sau này nó rất là lằng ngoằng, nó thêm cái số má rồi các loại thứ vào đây này, các bạn hiểu chưa, để nó khác với những cái tên mình khác mà, nên là nó rất là lằng ngoằng đấy, mình review thế là các bạn có thể hiểu được. Thì quan trọng cái cuối cùng mà Lộc muốn nhắc các bạn khi mà các bạn hiểu về một website là gì rồi đấy, thì các bạn phải tối ưu nhá, tối ưu này, tối ưu các bạn tối ưu cho mình, đầu tiên là tối ưu từng trang một, là tối ưu trang chủ, sau đó bạn tối ưu trang danh mục, tối ưu trang danh mục xong tối ưu trang con là trang bài viết, các bạn viết bài phải tối ưu nó là, thì trong các bài tiếp theo ta sẽ dạy tối ưu nó sẽ như thế nào, và sau đó là tối ưu thẻ tag đấy. Thì để cho các bạn có thể hình dung được, các bạn phải làm các việc, các bước phải chi tiết trong website của bạn đấy. Website của bạn có lên tốt được không hay không đấy. Website của bạn ấy có chuyên nghiệp, có bán được hàng hay rồi ABCDEZ hay không ấy, thì nó phải là do các bạn tối ưu nó như thế nào. Thì và một cái nữa là một cái cuối cùng cho cái video này là mình muốn các bạn sẽ làm cho mình cái bài tập, làm cho mình cái bài tập đấy, là các bạn sẽ viết ra giấy, vẽ ra giấy, vẽ ra nhá, các bạn vẽ ra giấy là cái website của bạn, vẽ ra giấy
lấy một tờ A4, lấy một cái bút, các bạn vẽ ra giấy, à, xem nó cái website của bạn đó, trông hình thức nó sẽ như thế nào. Các bạn đang tưởng tượng về một cái website của mình ấy, nó sẽ ra như thế nào. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn nha, một cái bạn vẽ ra giấy đấy, các bạn vẽ ra giấy cho các bạn nhìn cái bức ảnh này đấy, các bạn vẽ ra giấy nó cái khung viền như này đấy, các bạn nhìn thấy chưa, vẽ ra giấy nhá, vẽ ra giấy ở đây các bạn nhìn thấy cái bức ảnh này đấy, đây là một cái bức ảnh demo đấy, các bạn nhìn chưa, trang chủ này, về chúng tôi này đấy, các bạn viết đầu tiên trang chủ này, xong các trang danh mục các bạn sẽ liệt kê này, trang web của mình là nó có những cái gì cái gì cái gì cái gì liên quan đây. Đấy, các bạn phải thiết kế cho mình một trang web trên bộ não của mình, các bạn hiểu chưa. Đấy, đây là trang chủ họ này, trang chủ rất là đẹp, các bạn thấy chưa. Đấy, các bạn phải thiết kế đấy, thiết kế được nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ review các bạn một số các trang web đấy, thì sau đó là các bạn hãy tưởng tượng và hãy vẽ ra cái trang web của mình muốn đấy, hãy tưởng tượng và các bạn nên xem tất cả các loại trang web đấy, và sau đó các bạn tưởng tượng các bạn vẽ ra cái trang web mà mình muốn nhá. Thì bây giờ mình sẽ review các bạn một số trang web bán hàng nhá. Mình sẽ chỉ viết trang giày, bán giày giày nam nhé, mình sẽ tìm một trang giày nam, mình sẽ tìm một trang giày nam và mình sẽ review các bạn để các bạn buôn bán cái gì các bạn có thể hình dung được ra nhá. Bây giờ tôi sẽ vào một cái trang đây, sẽ vào thử trang này xem nào, trông nó ra hình thức như nào. Đây là trang Vina giày. Đấy, các bạn sẽ vào nhìn trang Vina giày này, các bạn sẽ thấy đây là cái tên trang, đây là cái tên của cái website này. Đấy, tên của cái website này Vina giày, và đây là cái bố trí trang trí bên trên. Đấy, sau đó các bạn sẽ thấy là giới thiệu này, theo dõi đơn hàng này, tin tức sự kiện liên hệ thống này, đây là những cái trang danh mục các bạn ạ. Đấy, trang danh mục dưới này nó có trang sản phẩm này, giày nam này, giày nữ này, song đan này, ví tắt lưng, túi sách, đấy là trang gọi là trang sản phẩm. Đấy, hay là danh mục sản phẩm đấy, bên dưới này nó cũng có danh mục sản phẩm đấy, các bạn tự thiết kế cho mình, vẽ ra giấy một cái trang tương tự như thế này đó. Đấy, đây là một cái ví dụ cho các bạn, đây là những cái gì, những cái bài viết hiển thị trên trang chủ, bài viết hiển thị trên trang chủ, số lượng ở đây đang là ba và bốn là 12 bài viết hiện trên mặt trang chủ, và đây là những cái link ra tiếp theo đúng không. Đây là cái ứng dụng, đây các bạn xem bên dưới này là giới thiệu về công ty, điện thoại liên hệ đấy, rồi là hợp đồng các thứ đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn cái mẫu này các bạn có thể vẽ được một cái website dành riêng cho mình. Ví dụ các bạn sẽ review các bạn một cái trang web khác, cái trang sửa tủ lạnh đi đấy, sửa tủ lạnh nha, mình sẽ trang các bạn cung cấp dịch vụ chẳng hạn đấy, đây trang này chạy quảng cáo này, mình cứ kích vào cái trang này chạy quảng cáo tăng cho anh một tí danh. Đây là trang điện lạnh Hải Phòng, để con nhìn chưa, đây cũng là logo này, rồi là tên của công ty, tên của trang web này đấy, rồi là những cái ảnh giới thiệu này, các bạn thấy chưa, dưới cái ảnh này giới thiệu này nó có số điện thoại liên hệ này đấy, tên này đấy, và sau đó là trang chủ này, trang danh mục nó có trang tủ lạnh này, sửa điều hòa này, máy giặt bằng nó lạnh tivi này đấy, đây là trang danh mục, và cái trang danh mục này ấy thì bạn biết là trong danh mục này nó sẽ kích vào nó sẽ hiện ra đấy, một cái bài viết này, đây trang danh mục này thành trang bài viết luôn đấy, trang danh mục này cũng thành trang bài viết luôn đấy, trang này khá là sơ sài các bạn, trang này đánh giá là sơ sài, trang này SEO sẽ rất khó lên top nên là phải chạy quảng cáo nó cũng đúng luôn đấy, nó không có các đây là trang danh mục rồi nhưng mà nó không có trang con đấy, nó phải có trang con và trang bài viết nữa đấy, là trang con, trong cái trang con nó mới có những bài viết và liên kết theo tác thì nó mới tối ưu các bạn ạ, như này nào còn thiếu đấy, nên mình review các bạn để các bạn biết, các bạn hãy tự vẽ ra các bạn nhé, nó phải có trang con đấy thì mới được. Ví dụ mình sẽ làm một cái trang của nó xem nó sẽ có trang con, nó phải đầy đủ các bạn, nó phải đầy đủ cơ, thì mình sẽ xem cái trang này SEO tốt đây, xem có đầy đủ không nhá. Đây cũng thế, cũng HPE này, là logo này, tên nhà công ty này, trung tâm này, giới thiệu đấy, bố trí trang này hơi trông hơi thô kệch một tí, và nhìn cái logo và cái ảnh này đại diện hơi thô kệch tí đấy, có home là trang chủ này đấy, ngay có lập tức có người chat box này đấy, home là trang chủ này, và sau đó lại đến trang giới thiệu này đấy, trang giới thiệu nó chỉ có một trang thôi, cũng không có những trang trang con và trang bài viết, chỉ có một bài viết trong một cái trang chủ thôi, trong một cái trang danh mục này đấy,
để sửa chữa điện lạnh này, cũng thế, cũng thế. Đấy, mình xem sửa xem cái trang này là trang sản phẩm đây, nó có ra cái gì. Đấy, nó cũng một bài viết đấy bạn. Như thế này là SEO cũng SEO được nhưng mà nó chưa gọi là tối ưu nhất các bạn ạ. À, đối với các ngành dịch vụ thì SEO ít như thế này thì cũng được. Thế này cũng được. Bởi ngành dịch vụ thì người ta không quan trọng lắm, người ta chỉ cần vào web người ta thấy số điện thoại các thứ người ta gọi thôi mà. Nó không phải là trang bán hàng nên không cần phải liên kết nhiều tác nhiều thẻ. À, làm SEO thì tùy vào ngành họ cũng làm khác nhau. À, chúng ta sẽ nghiên cứu thử anh Điện Máy Xanh nhé. Điện Máy Xanh nổi tiếng quá rồi, quá lớn mạnh rồi đấy, bạn nhìn chưa, từ cái logo chúng đã chất lượng chưa đấy, rồi là có cái ứng dụng chọn tỉnh thành này đã thể hiện cái sự phủ sóng toàn quốc của họ rồi đấy, sau đó sản phẩm đã xem đấy, nó cho cả phần lịch sử đây, tổng đài miễn phí kinh nghiệm này, quá quá tối ưu, quá chuyên nghiệp luôn các bạn ạ. Đây là quá chuyên nghiệp đấy. Danh mục sản phẩm nó có thể sổ xuống này đấy, sổ xuống nó phải sổ ra các bạn ạ. Đây là danh mục sản phẩm này, là đây là danh mục tiêu đề, nó danh mục sản phẩm, sổ xuống là một cái loại sản phẩm là tivi loa âm thanh này, sau đó là đây là một trang danh mục nhá, một trang danh mục này. Đấy, sổ vào nó lại có rất nhiều các trang danh mục con các bạn, sau đó các bạn kích vào trang danh mục con này nó mới ra đấy, các bạn nhìn chưa, nó mới ra một cái trang, nó mới ra những một cái trang con đấy, trang con đây, và các bạn lại kích vào một cái trang con này, nó chính là một trang bài viết đấy, nó chính là một trang con đấy các bạn, nó phải như thế này nó mới tối ưu về SEO các bạn ạ. Đấy. Đấy, tùy vào ngành thôi, nhưng mà ý là mình nói là tùy vào ngành thôi, thì mình ví dụ các bạn để các bạn có thể tự vẽ cho mình một cái website của riêng mình nhá. Các bạn tự vẽ cho mình có cái website của riêng mình đấy, các bạn thấy chưa, là giới thiệu mình có khả năng mình sẽ mua đôi loa này đấy, mình đang cần mua loa, đôi loa này đang 3.2 triệu, ủa đắt tiền quá nhỉ, tiền quá, xem là hình thức nó có cái gì. Đấy, các bạn nhìn đây là một sự chuyên nghiệp của cái trang web này các bạn ạ, rất là chuyên nghiệp đấy. Đấy, yeah, đấy nó thể hiện từng bức ảnh. Đây là một trang bán hàng, trang bán hàng này rất chuyên nghiệp đấy, nên các bạn nên xem thật nhiều trang web, và xem nó cái trang chủ nó bố cục như nào, trang danh mục nó bố cục như nào, trong trang danh mục nó có bao nhiêu trang danh con nó bố cục như nào, và khi vào bấm vào trang con nó hiện ra những ba trang bài viết như nào, hay là trang bài viết lại là trang con luôn đấy, cũng như là cái dịch vụ kia thì lại bài viết thì lại là trang danh mục luôn, nó quá sơ sài. Vậy nó sơ sài, đây các bạn nhìn thông số kỹ thuật này, viết bài rất là tốt, sau đó lại còn comment này nữa, phần comment này nó cũng là cái SEO rất là tốt các bạn ạ. Đấy, bình luận này đấy, rất là tốt đấy, trang này đúng là SEO rất tốt, Điện Máy Xanh này có tuyệt vời luôn. Đấy, thì trong cái phần phân tích về trang web SEO này có rất nhiều, đây thì mình sẽ nói qua vậy để bạn có thể hình tượng về một cái website như nào, thì các bạn phải làm một cái bài tập cho mình là các bạn phải tưởng tượng ra một website nó như nào, cái cấu trúc cơ bản của nó. Thì các bạn nhớ là trang thì đấy, cuối cùng là mình muốn nói lại là một cái website này nó bao gồm những trang web con. Trang web con đầu tiên nó là trang chủ này, trang danh mục này. Trong trang danh mục nó sẽ có trang con là trang bài viết này, rồi là tag là liên kết những trang bài viết với nhau, liên kết những trang con với nhau. Đấy, thì thế này, cái cơ bản nhất là như thế. Thì các bạn cứ nên xem các loại trang web khác các bạn làm nhá. Các bạn nên xem các trang web khác các bạn làm. Đấy, thì mình vừa ví dụ các bạn rồi. Các bạn làm một cái bài tập cho mình. Đấy, để tưởng tượng ra đấy, bạn phải tưởng tượng ra các website mà bạn muốn mua đấy, bạn muốn xây dựng nó như thế nào. Ôi đấy, bạn nhìn này, cái trang web auto.com này nhé, auto.com.vn này, các bạn nhìn thấy chưa, đây cái tên miền của nó, tên miền của auto.com, rồi là trang chủ là cái hình cái nhà này, và sau đó là đến đấy, trang danh mục này đấy, rồi là các loại abcxyz đây này, là cái thông tin điền này, là các ứng dụng ở đây đấy, nó rất là nhiều thứ như này đấy, các bạn phải hiểu là một trang web nó cấu tạo nó như này, nhưng mà thực chất cơ bản cái gốc của nó chỉ là bao gồm một trang, cuối cùng nó một trang web nó chỉ bao gồm trang con thôi, trang con này xong rồi là gồm cái trang chủ, bài viết và danh mục đấy, danh mục và bài viết nó cứ xếp thứ tự này, Google sẽ xếp hạng theo cái này, Google nó hiểu được hết các bạn ạ. Thế cho nên là các bạn cứ hiểu là nó rất đơn giản, nó gồm theo là một cái website là gồm trang chủ, trang danh mục, trong trang danh mục nó sẽ có trang bài viết đấy, là trang con rồi liên kết các trang bài viết nhau và tag, đấy là cơ bản nhất. Đấy thì các bạn cố gắng, các bạn không hiểu cái gì thì mình sẽ làm một cái blog để chia sẻ với các bạn sau. Đấy thì trong cái bài này nó là những khái niệm cơ bản, thì khái niệm đầu tiên về website là mình muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên trước. Đấy thì có gì chúng ta sẽ học tiếp những khái niệm cơ bản tiếp theo, và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ làm bài tập thật tốt và hoàn thành và hiểu được là mình sẽ xây dựng website của mình nó như thế nào. Và chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video này.